lên đây luôn, lên đây luôn được nổi rồi, em không nổi rồi nó sẽ mất duyên. Xin giới thiệu với các quý vị đạo hữu, hôm nay chúng Phật pháp tâm thể gửi tới cho quý đạo hữu cái quang cảnh của chùa ngoài đền Cơn. Đang xuống đây, đang đi bộ xuống đây. Ở phía đông nam là cái hướng chính của đền ngoài. Đền ngoài nó nằm ở trên một cái ngọn đồi, và ở phía trước thế giới là bãi biển ở tại xã Bình Phương. Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Khung cảnh rất là đẹp. Đây là quang cảnh ở phía đông của đền ngoài. Như trước màn hình của chúng ta đang xem thì thấy có một cái bàng rất là to, tán lá rất rộng, nhìn rất là mát. Có thể đến đây mua chim rất nhiều và để phóng sinh nhằm làm việc thiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.